Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày giữa năm 2012, ông Tạ Xuân Hạnh qua đời tại thôn Đồng Khấn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Một người dân ở xã Kiến Thiết nghi ngờ nạn nhân không phải do say rượu bị ngã dẫn đến qua đời như gia đình đã loan báo mà do bị hãm hại. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phân công lực lượng điều tra vụ việc. Tìm hiểu, các trinh sát đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Việc ông Hạnh say rượu bị ngã do gia đình loan báo và cũng chỉ có gia đình biết sự việc, không có người hàng xóm nào biết. Đây càng là mấu chốt để nhận định hoàn toàn có khả năng ông Hạnh bị hại. Các trinh sát hình sự xin lệnh khai quật mộ ông Hạnh được mai táng từ năm 2008. Kết quả giám định đã kết luận do thi hài đã được mai táng gần 5 năm, phần mềm đã hoại tử hết nên không xác định được tổn thương. Nhưng ở phần xương, nạn nhân có chấn thương gò má phải, gãy cung tiếp xương gò má trái, chấn thương gãy xương hàm dưới, chấn thương lồng ngực, gãy cung tiếp xương trước xương sườn 2, 3 bên phải và bên trái, chấn thương vỡ xương bả vai hai bên. Phòng kỹ thuật hình sự nhận định chấn thương nói trên có thể gây thiệt mạng nhưng không gây thiệt mạng ngay tức thì. Sau khi bị tấn công, nạn nhân có thể bị nghi phạm dùng dây vải rồi quấn vào cổ. Tuy nhiên, do phần mềm đã hoại tử hết nên không đủ điều kiện xác định nạn nhân mất do chấn thương nói trên hay do bị chẹn cổ. Từ kết luận này, ngay lập tức các trinh sát đã có căn cứ để triệu tập tất cả thành viên trong gia đình ông Hạnh gồm vợ ông, vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và một số người hàng xóm cạnh nhà đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau quá trình đấu tranh trực tiếp với các thành viên trong gia đình nạn nhân, từ lời khai của các đối tượng, sự ra đi của ông Hạnh đã hoàn toàn sáng tỏ. Cái cớ say rượu bị ngã chỉ là tin giả do gia đình truyền ra. Cụ thể, tối 13 tháng 6 năm 2008, Tạ Đức Hưởng sinh năm 1987, con trai ông Hạnh ở nhà cùng gia đình, gồm có ông Hạnh, bà Đào Thị Liên sinh năm 1964, vợ ông Hạnh, Vũ Thị Hà, con dâu sinh năm 1988, vợ của Hưởng, Tạ Kim Oanh sinh năm 1990, con gái ông Hạnh và Nông Thanh Khang sinh năm 1985, chú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn, thời điểm đó là bạn trai và sau này là chồng của Oanh. Sau khi cả nhà đi ngủ, đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, bà Liên đau đầu, dậy ra bàn uống nước ngồi rồi gọi Oanh dậy ra bóp đầu cho mình. Thấy có tiếng động, ông Hạnh là một người thường xuyên uống rượu tỉnh dậy, đi ra chỗ mẹ con bà Liên và nói, mấy giờ rồi, chúng mày có phải bác sĩ đâu. Đồng thời ông Hạnh dùng tay túm tóc và vả vào mặt bà Liên. Thấy vậy, Oanh chạy vào giường gọi Hưởng dậy để can ngăn, nhưng không được. Lúc này, tiếng ồn ào đã khiến Hà và Khang cùng dậy. Không can ngăn được bố ra đòn với mẹ, Hưởng đã chạy ra phía bên trái nhà, lấy một vật cứng dài gần 1 mét, tấn công hai nhát vào ngực, khiến ông Hạnh ngã ra nền nhà. Sau đó, Hưởng cùng vợ và hai em đưa bà Liên sang nhà vợ chồng Đào Thị Va và Phạm Văn Thống, sinh năm 1977, là hàng xóm ở. Xong xuôi, Hưởng trở về nhà một mình, thì thấy ông Hạnh đang nằm trên giường và chửi bới, đe dọa sẽ lấy mạng cả nhà. Quay trở lại nhà Va, Hưởng gọi em rể là Khang ra nói chuyện, thì Oanh và Hà cùng ra theo. Tại sân nhà Va, cuộc bàn bạc của những người con trai, con rể, con dâu và con gái về việc lấy mạng bố đã diễn ra. Hưởng nói, anh chót ra đòn với bố rồi, bây giờ bố cứ đe dọa lấy mạng mấy anh em. Đã thế thì lấy mạng bố đi, không thì mai tỉnh dậy, bố lại lấy mạng anh em mình. Hà phản đối, đừng làm thế, dù sao cũng là bố mình. Cuộc nói chuyện tan rã khi chưa đưa ra ý kiến thống nhất. Sau đó, Oanh và Hà lại đi vào trong nhà Va, còn Hưởng chờ Khang ra tay với ông Hạnh và nhận được sự đồng ý của cậu em rể tương lai.
sau khi nhận được sự đồng ý cùng tham gia của Nông Thanh Khang, sinh năm 1985, trú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn, Tạ Đức Hưởng, sinh năm 1987, đã lập tức tiến về phía nhà mình để thực hiện ý đồ. Lúc này cả hai gặp ông Phạm Văn Thêm, sinh năm 1969, cùng chú thôn Đồng Khấn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đi từ trong ra, thấy Hưởng và Khang, Thêm tức tối nói, sao chúng mày làm thế, dù sao cũng là bố chúng mày, rồi bỏ về. Câu nói của Thêm cũng chẳng khiến Hưởng và Khang dao động, dù chỉ một chút. Hưởng đi thẳng đến bể nước ở góc sân nhà, rồi lấy chiếc chày gỗ cho mình và một đoạn gỗ đều có độ dài khoảng 60-70cm đưa cho Khang. Sau đó Khang cầm gậy gỗ đứng trước cửa nhà, còn Hưởng vào nhà cầm chày gỗ vung liên tiếp 4-5 nhát vào người ông Tạ Xuân Hạnh, bố đẻ Hưởng, đang nằm ngửa trên giường. Bị vụt, ông Hạnh lao ra khỏi giường thì bị Khang cầm gậy gỗ xông tới vụt liên tiếp vào lưng. Lúc này Hưởng đuổi kịp, vụt thêm 2 nhát vào gáy khiến ông Hạnh ngã xuống nền nhà. Hưởng chạy ra ngoài lấy sợi dây đai của áo rét làm bằng vải dài gần 1 mét quấn vào phần mềm dưới cằm ông Hạnh rồi cùng Khang kéo mạnh. Dù rằng người mà hai đối tượng muốn hại là bố đẻ, là bố vợ tương lai, nhưng cũng chẳng khiến cả hai run tay. Cả hai siết mạnh đến nỗi chiếc dây bị đứt làm hai, cũng là lúc ông Hạnh ra đi tức tưởi. Phẫn nộ hơn, trong lúc Hưởng và Khang ra tay với ông Hạnh đã gây ra những tiếng động lớn, thì Phạm Văn Thống, hàng xóm, Vũ Thị Hà, sinh năm 1988, vợ Hưởng, Tạ Kim Oanh, sinh năm 1990, em gái Hưởng, bạn gái và sau này là vợ Khang, đi ra bờ ao cách đó 30 mét, đã nghe thấy tất cả và cả ba biết rằng một vụ án mạng đang diễn ra. Gây án xong, Hưởng sang nhà Đào Thị Va, vợ Thống và thông báo cho mọi người là ông Hạnh đã qua đời. Tuy nhiên, dù biết rõ mọi chuyện, nhưng bà Đào Thị Liên, sinh năm 1964, vợ ông Hạnh vẫn dặn các con loan báo sự ra đi của ông Hạnh là do say rượu nên ngã. Trong lúc khâm liệm cho ông Hạnh, Thêm đã trực tiếp làm và nhìn rõ tình trạng thương tích trên người ông Hạnh, nên đã biết rõ Hưởng, Khang đã hại bố. Nhưng người này cũng không nói ra. Người biết rõ còn có vợ chồng Va, Thống, nhưng cặp đôi này cũng đã giấu nhẹm sự việc. Chiếc quan tài đưa thay ông Hạnh về đất mẹ. Những tưởng vụ án mạng cũng được vùi sâu trong lòng đất, nhưng các đối tượng đều không ngờ rằng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, tội ác nào cũng phải trả giá. Cảnh sát đã đưa vụ án này ra ánh sáng sau nhiều tháng dày công điều tra. Ngày 25 tháng 6 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Đức Hưởng và Nông Thanh Khang để xử lý về hành vi sát hại người. Ngày 22 tháng 10 và 26 tháng 11 năm 2012, lần lượt bà Đào Thị Liên, Tạ Kim Oanh, Vũ Thị Hà, Phạm Văn Thêm, Phạm Văn Thống, Đào Thị Va bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án ông Hạnh bị các con sát hại, vợ và hàng xóm bao che là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về những mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong gia đình. Chỉ vì những mâu thuẫn trong gia đình mà Hưởng đã tước đi mạng sống của bố đẻ, trái với luân thường, đạo lý và đạo đức xã hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, lỗi cố ý trực tiếp. Trong vụ án này, nguyên nhân cũng một phần do hành vi của ông Hạnh khi thường xuyên uống rượu, ra đòn với vợ, bất chấp sự can ngăn của các con. Sau khi bị con trai ra đòn, ông Hạnh còn đe dọa sẽ lấy mạng cả nhà. Vì lời đe dọa của bố, Hưởng đã nảy sinh ý định hạ sát ông Hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.